Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn. Bố mẹ từng té cho bóng phay nâng khâu phù dệt phát dệt nó phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bỡ mơ ai em muốn bao trang kiên trang dô bó mẹ trông măng bàn tay mi bờ mơ khan khót cầu tam trông khay lu bên lu bờ em coi hát coi bố ô lu em nó bên mi ai hâu coi hát coi bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hay dệt ná liêng cần ai tình nóng pa nóng dệt xuân phác xuân bó khám hồi khám bú hắc cần tao thầu đọng nước tòn ba má chóc lầu trông muôn tàng trăng trông phùa mía mơ mi lù mi tàu to cạn tòn nà bóng mê mưu ni bên phùa bên mía bay âu nọng nơ hắc âu cần nơ bên phùa mía sốt trôi phải nâng khâu phù dệt phát dệt nó phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bỡ mơ ai em muốn mi bao trang kiên trang dô bó mẹ trông măng bàn tay mi bỡ mơ khan khót cầu tam trông khay lu bên lu bỡ em bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hay dệt ná liêng cần ai tình nóng pa nóng dệt xuân phác xuân bó khám hồi khám bú hắc cần tao thầu đọng nơ toàn ba má chóc lầu trông muôn tàng trần trông phùa mía mơ mi lù mi tàu to cần âu rộng nở hắc âu cần nở bên mía ai hâu coi hấp coi bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hay dệt ná liêng cần ai tình nông pa nông dệt xuân phác xuân bó khám nguôi khám bú hắc cần tao thầu đọng nở con pa má chóc lò trong muôn tàng trần trong phùa mía mơ mi lù mi tàu to cần con nà bó mẹ mưa ni bên phùa bên mía bay âu rộng nở hát âu cần nở bên phùa mía số chua bay âu rộng nở hát âu cần nở bên phùa mía số thank you.
trọng và kính mến để có được một đại lễ Vu Quy diễn ra thật trang trọng, lịch sử và thành công nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, thì không thể nào không kể đến công ơn của những bậc sinh thành. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện của hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời đại diện gia đình nhà trai là bà Hoàng Thị Hoa sẽ trở về đứng cạnh con trai thân yêu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời đại diện gia đình nhà gái là ông Lò Văn Quân và bà Cà Thị Trung và bà Lò Thị Hiêng cũng sẽ trở về sân khấu để đứng cạnh con gái thân yêu của mình trong buổi trưa ngày vui ngày phúc đặc biệt ngày hôm nay. Sân khấu của ban tổ chức chúng tôi đã rất là một hình ảnh vô cùng đặc biệt nhất, và đó chính là gương mặt của đại gia đình hạnh phúc chúng tôi. Ban tổ chức chúng tôi xin phép được giới thiệu đứng chính giữa sân khấu, đó chính là đương kim chú rể Văn Trình và cô dâu Hồng Nhâm, và đứng cạnh chàng rể thân yêu của chúng tôi đó chính là đại diện của gia đình nhà trai chúng tôi, đó chính là bà Hoàng Thị Hoa. Và cậu của chú rể xin được ra mắt với toàn thể quý vị, và đứng cạnh với cô dâu Hồng Nhâm xinh gái của chúng tôi đây, đó chính là đại gia đình hạnh phúc là bố Lò Văn Quân và bà Cà Thị Trung và bà Lò Thị Hiêng là thân sinh phụ mẫu cũng như là mẹ nuôi của cô dâu. Xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị bằng một cái cúi chào thật sâu nữa và một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Kính thưa toàn thể quý vị, các bác anh chị, trân trọng và kính mến, điểm đến của một tình yêu đẹp đó chính là sự gắn kết giữa hai tâm hồn, hai trái tim hòa là một, để rồi đến ngày hôm nay đây, thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2023, tức ngày 15 tháng 10 năm Quý Mão, tại gia đình nhà gái bản Đông Luống, xã Đông Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cụ thể tại tư gia của gia đình ông Lò Văn Quân và bà Cà Thị Trung, bà Lò Thị Hiêng, trong buổi trưa ngày hôm nay long trọng tổ chức đại lễ Vu Quy dành cho cô dâu Hồng Nhâm sánh danh cùng với chú rể Văn Trình. Và với sự có mặt đầy đủ của toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là một món quà vô cùng ý nghĩa và to lớn của đại gia đình hạnh phúc chúng tôi. Long trọng cảm ơn và cảm ơn. Và kính thưa toàn thể quý vị, người ta thường hay nói ngày nào vui bằng ngày vui hạnh phúc, khung giờ nào đẹp bằng khung giờ lứa đôi, mà để cho chú rể đêm qua phải thức cả ba canh mong sao cho đến giờ lành trưa nay, mà trên nay thì trời đất đắm say để cho bốn họ về đây xung vầy. Và ngày hôm nay được sự nhất trí của chính quyền địa phương nơi sở tại, được sự đồng tình ủng hộ vun vén của hai bên gia đình, cũng như là sự tình nguyện tự nguyện của đôi bạn trẻ, thì ban tổ chức tròn, không có điểm khởi đầu cũng không có điểm kết thúc, tượng trưng cho tình yêu của đôi bạn trẻ mãi mãi bền chặt không bao giờ rời xa. Và quả đúng là lúc này anh dành tặng em duyên trời đã định kết duyên đôi mình và em trao nhẫn cưới chung tình. Kể từ đây hai đứa chúng mình có nhau, một hình ảnh vô cùng tuyệt vời, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Rồi, một hình ảnh vô cùng tuyệt vời trên sân khấu của ban tổ chức chúng tôi, và xin mời cô dâu chú rể của chúng tôi sẽ cùng trở về vị trí. Cũng phải dặn dò đôi ba câu, sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được phép mời đại diện của gia đình nhà trai có đôi lời phát biểu tới toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý ông, kính thưa quý bà, kính thưa hai họ, kính thưa cô dì chú bác,
hôm nay tôi cũng được thể hiện diện của phái đoàn nhà trai từ đến từ Hà Giang đến dành giờ phút này phải nói là ngày lành tháng tốt, cho nên là gia đình của phái đoàn nhà gái đã dành cho đoàn nhà trai chúng tôi đến giờ phút này phải nói là ngày lành tháng tốt. Tôi cũng rất là vinh dự một cái đại tiệc hôm nay, tức là một cái thời gian để hai cháu tìm hiểu lấy nhau, yêu nhau. Đến giờ phút này thì cũng cách gián đoạn một thời gian đó thì do dịch bệnh cho nên là không đến được gần nhất. Cho nên là tôi cũng chân thành cảm ơn họ nhà gái đã tiếp đón nồng nhiệt họ nhà trai chúng tôi. Rất là vinh dự hôm nay tôi được thay mặt cho phái đoàn nhà trai, tôi là em cậu ruột của chị Hoa mà là cậu của Văn Chỉnh. Thế hôm nay tôi chả biết nói gì hơn nữa. Trước hết được dành cái thời gian này, phái đoàn nhà gái đã dành cháu, hai cháu lễ vu quy hạnh phúc trăm năm, đôi bên gắn chặt hai tình thông gia, và cả họ được sự chứng kiến những ngày hôm nay. Vậy tôi cũng đỡ lời cho họ nhà trai là chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý cũng đã đến dự bữa tiệc hôm nay, tôi chân thành cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Nội ngoại, hai bên cô dì chú bác, bạn bè gần xa, như các cháu là trước là sinh ra một đứa cháu là cũng do là cái số phận, thế là năm nay lại có duyên các cháu nó tìm hiểu với nhau thì được gần gũi với nhau đến ngày hôm nay. Thì chúng tôi xin đại diện bên nhà gái, cái thứ nhất là tổ chức cho các cháu được tốt đẹp và chúc cho các cháu là hạnh phúc trăm năm tốt đẹp. Mà hai nữa, bây giờ tôi xin đại diện là chúc tất cả anh em bên nhà trai nhà gái là hôm nay buôn sứ cho con cháu thì ai cũng mạnh khỏe hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ. Có lù vũ lạn mới tam bón sàng hình kinh bừng xà ma lửa trong mưng hầu pa me pin ông bản cuồng ao hầu hàn màn dân mới về sân cầu nhân cầu nhân bồ đề nhân bị khổ hại ban chờ cầu hướng phải cái gì là hảo cánh khăn hoa tuổi hai sao thì pa me pin ông đâu hầu hàn nước pa me đâu. Xin mời, xin mời. Chiều đang trải dài trên tháp ly của ban tổ chức chúng tôi. Những màn
hàng gói bay ra tượng trưng cho tình yêu cháy bỏng của cô dâu và chú rể dành cho nhau, và những tầng tháp ly tượng trưng cho những tầng cảm xúc mà cô dâu chú rể dành cho nhau để rồi hội tụ tại một điểm, đó chính là điểm hạnh phúc. Dạ vâng, vâng, một hình ảnh vô cùng tuyệt vời trên sân khấu của ban tổ chức chúng tôi ạ. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng khui chai rượu sau bài thứ hai đi ạ. Cô dâu chú rể sẽ cùng rót ly chai rượu sâm banh thứ hai của mình ạ. Với chai rượu này thì ban tổ chức xin được thay mặt cho cô dâu và chú rể gửi lời cảm ơn, và nhất là ơn mẹ ơn cha cùng sinh cùng dưỡng để ta có mình, hay ơn bạn bè chân tình làm mai làm mối để mình có ta, và ba ơn tất cả gần xa đến giờ đám cưới của ta với mình. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Rồi, để có được một đại lễ vô quy diễn ra thật trang trọng lịch sự như thế này ạ, cô dâu ơi. Dạ vâng, 4 năm là một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không cũng là đủ thời gian để cho hai bạn tạo nên trái ngọt cũng như là một cô công chúa. Một cô công chúa cực kỳ xinh đẹp trong buổi trưa ngày hôm nay. Em bé mang tên Bích Diệp ạ. Em bé Bích Diệp ở đâu ạ? Xin mời đưa em bé Bích Diệp trở về sân khấu cùng với bố mẹ ngày hôm nay. Tuổi ăn tuổi lớn nên là em bé cũng đã ngủ rồi quý vị ơi. Và vì thế nên ban tổ chức cũng muốn là cô dâu chú rể của chúng tôi tạo ra được một không gian cực kỳ sôi động nữa trong buổi trưa ngày hôm nay, lãng mạn hơn nữa. Cô dâu chú rể sẽ cùng tạo ra một nụ hôn cực kỳ tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng quay mặt vào nhau. Các em bé của chúng ta sẽ nhắm mắt lại nha. 18 cộng trở lên chúng ta sẽ chứng kiến một nụ hôn tuyệt vời này của cô dâu và chú rể ạ. Xin mời cô dâu chú rể quay mặt vào nhau. Cô dâu, với 4 năm tình yêu của mình thì biết chỗ nào cứng nhất của chú rể rồi đúng không ạ? Xin mời đặt hai tay lên phần cứng nhất của chú rể ạ. Đó chính là bờ vai vững chắc của chú rể. Dạ vâng, chú rể có kinh nghiệm nhiều hơn rồi đúng không? Xin mời chú rể sẽ đặt hai tay vào phần mềm nhất của cô dâu. Phải đúng là 4 năm có rất nhiều kinh nghiệm rồi. Và cô dâu chú rể lưu ý này, khi ban tổ chức chúng tôi, MC Lào Kiên đến từ Mường Nhà vinh dự được làm ban tổ chức này. Khi MC Lào Kiên hô từ 1 đến 3 thì chú rể và cô dâu bắt đầu hôn, mà hôn vào môi nhá, sau thì sẽ có con trai luôn, được chưa? Vâng, và khi MC Lào Kiên hô từ 3 trở về 1 mới được phép tay nhau ra. Như thế thì mới đều đủ thời gian cho các nhiếp ảnh gia, đặc biệt là cameraman anh nhạc của chúng tôi lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt vời của đôi bạn, được chưa? Vâng, cô dâu chú rể sẵn sàng chưa? Chú rể sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi, rất to. Vâng, chuẩn bị này. 1,